Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đang cùng theo dõi chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Thưa quý vị, ngày hôm nay có nghĩa tin chắc rằng là quý vị sẽ được tìm hiểu một chủ đề khá là thú vị với sự đồng hành của một bác sĩ quen thuộc, đó là bác sĩ chuyên khoa thận tiết niệu và nam học Tô Hiệu. Xin được gửi lời chào đến với bác sĩ Tô Hiệu. Chào MC, chào quý vị khán giả xem truyền hình. Thưa bác sĩ Tô Hiệu, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một chủ đề, đó là để ý đến hạn sử dụng tình dục của chồng có nên hay không. Có lẽ là một cái chủ đề mà rất là nhiều chị em phụ nữ phải quan tâm, đúng không ạ? Để có thể giúp cho lửa yêu của chúng ta được nượm đồng hơn, cũng như là chúng ta sẽ có những cái kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục được tốt hơn. Thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên mà công nghệ muốn được chia sẻ với bác sĩ đó là dưới con mắt của chị em phụ nữ thì phong độ đàn ông thể hiện ngoài cái hình thức bên ngoài như là dáng người cao to, rồi thì cái sự đẹp trai vân vân, đúng không ạ? Thì đi kèm sẽ là một cái chất lượng tình dục phải được đánh giá là khỏe mạnh, rồi thì đem đến một cái sự thỏa mãn cho chị em phụ nữ. Vậy thì dưới góc độ của y học thì sao ạ? Xin bác sĩ có thể cho biết điều gì thì làm nên phong độ của đàn ông, thưa bác sĩ? Những cái biểu hiện bên ngoài của người đàn ông như là cao to, rồi ga lăng, rồi cơ sáu mũi chẳng hạn, thì nó chỉ là cái vật bên ngoài thôi. Theo y học thì cái lượng hormone sinh dục testosterone của nam nó mới chính là cái thành phần quyết định cái sức khỏe tình dục, quyết định cái phong độ tình dục của nam giới. Vì vậy mà tuy nhiên là những người phụ nữ thì thường là yêu màu mắt, cho nên là quan điểm như vậy là tôi thấy là rất là sai lầm. Thưa bác sĩ Tô Hiệu, nhiều người thì thường cho rằng là các đấng mày râu, các anh em thì không có cái tuổi tắt dục như là phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh hay là mãn kinh, vì testosterone có thể sản sinh đến hết đời. Thế nhưng mà điều này có đúng hay không, và liệu rằng phong độ đàn ông có hạn sử dụng hay không? Và theo bác sĩ thì những dấu hiệu nào trên cơ thể của nam giới có thể nói lên rằng là phong độ của một đấng mày râu đang có chiều hướng là đi xuống, thưa bác sĩ? Thế trên thì là cái phong độ của đàn ông phụ thuộc phần lớn và phụ thuộc chính là vào cái lượng hormone sinh dục nam. Tuy nhiên là cái lượng hormone này nó lại suy giảm theo tuổi tác, theo thời gian. Vì vậy mà có thể nói theo một cách nôm na là cái phong độ của người đàn ông có hạn sử dụng. Và những cái biểu hiện bên ngoài thể hiện cái phong độ đàn ông như là từ cái giọng nói, từ cái cử chỉ điệu bộ, lấn đến cái dáng dấp. Nói cụ thể hơn, chúng ta có thể hình dung là trong bộ phim ấy, chúng ta thấy là thái giám là một cái nhân vật thường ở trong hoàng cung, và nhân vật đó bị thiến, tức là đã bị cắt tinh hoàn, tức là đã cắt cái nguồn sản xuất testosterone. Thì chúng ta có thể thấy là cái phong độ đàn ông có thể thể hiện qua cái đấy cụ thể hơn, hình dung cụ thể hơn. Vâng, để có thể là duy trì phong độ của nam giới thì rõ ràng rằng là việc ăn uống cũng như là có một chế độ sinh hoạt hợp lý khoa học là hết sức cần thiết rồi. Tuy nhiên thì có rất là nhiều những cái thói quen vô tình khiến cho quý ông khó có thể duy trì được phong độ đó. Vậy thì cụ thể đó là những cái sai lầm nào trong sinh hoạt cũng như là chế độ ăn uống, thưa bác sĩ? Người ta thường nói rằng là phong độ chỉ là tức thời, và cái phong độ đấy thường đạt đỉnh cao nhất trong cái khoảng thời gian mà cái lượng testosterone đạt đỉnh cao nhất là từ 20 đến 40 tuổi. Tuy nhiên là nhiều người đàn ông thì người ta không để ý và cứ coi như là cái phong độ đấy nó là mãi mãi. Do vậy là cái thói quen hàng ngày bừa bãi có thể ảnh hưởng đến cái phong độ của đàn ông, ví dụ như là thói quen hay uống rượu bia, hút thuốc lá. Cái đấy đàn ông thì không thể là tránh khỏi rượu bia, thuốc lá, nhưng mà nhiều người lạm dụng nhiều quá dẫn đến ảnh hưởng. Nữa là cái thói quen quan hệ tình dục không điều độ, quan hệ bừa bãi và quan hệ không an toàn, chính điều đó có thể làm giảm cái phong độ của người đàn ông sớm hơn.
Vâng, thưa bác sĩ Tô Hiệu, vậy thì theo bác sĩ ạ, làm cách nào để lấy lại và duy trì phong độ của đàn ông, và liệu rằng là cái tuổi phong độ của các đấng mày râu có thể tính toán được hay không, và nếu có thì là bao nhiêu thưa bác sĩ? Để giữ cho cái phong độ người đàn ông được lâu dài và tốt thì chúng ta nên thứ nhất là thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Cái việc luyện tập này thì làm cho cơ luôn luôn được vận động, máu sẽ lưu thông dễ dàng hơn, làm cho cơ thể dẻo dai. Ngoài cái lợi ích về sức khỏe còn có lợi ích nữa là làm cho cái giảm cái quá trình lão hóa, và có thể là tốt cho phong độ đàn ông, làm tăng cái quá trình sản xuất testosterone tự nhiên hơn. Hai nữa là chúng ta cần cái chế độ ăn uống một cách khoa học. Chế độ ăn uống tốt thì sẽ làm cho sức khỏe của người nam giới được tăng lên, từ đó cái hạn chế xuất hiện những cái bệnh tật mà theo tuổi tác. Và kèm theo đó thì chúng ta ngoài chế độ ăn uống hợp lý khoa học giàu chất dinh dưỡng thì nên hạn chế những cái đồ thực phẩm như là đồ chế biến sẵn và đồ chiên rán nhiều dầu mỡ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ hai nữa là chúng ta cần giữ cho cái tinh thần luôn luôn thư thế thoải mái và giảm stress, giảm căng thẳng, thường xuyên tạo những cái hoạt động vận động giải trí, nghỉ ngơi giải lao giữa giờ thì sẽ tốt cho cái tinh thần, và từ cái tinh thần đó sẽ làm cho cơ thể ta khỏe mạnh hơn, ăn ngủ tốt hơn. Vì vậy là có thể là làm cho cái sức khỏe dồi dào, hạn chế mắc được một số cái bệnh do căng thẳng tâm lý như là béo phì chẳng hạn. Đấy, và béo phì cũng là một nguyên nhân có thể làm giảm cái phong độ của nam giới. Thứ nữa là chúng ta cần phải quan hệ tình dục một cách điều độ, không nên quan hệ mà quá là bừa bãi, quan hệ an toàn. Và tốt nhất là nếu mà có gia đình thì nên quan hệ một vợ một chồng, có thể sử dụng bao cao su để phòng tránh các bệnh lý liên quan đến vấn đề tình dục. Ngoài ra thì cái việc rất là quan trọng nữa đó là khám sức khỏe định kỳ. Cái đàn ông chúng ta nên khám sức khỏe định kỳ, ngoài khám sức khỏe tổng quát thì nên khám thêm cái phần sức khỏe của nam khoa định kỳ 6 tháng, 1 năm một lần, nếu có thể thì 3 tháng một lần. Và ngoài ra nữa thì chúng ta có thể sử dụng một số cái sản phẩm chức năng để bổ thận tráng dương, tăng cường sức khỏe thì cũng có tác dụng là làm tăng cái phong độ của đàn ông. Và cái độ tuổi phong độ của đàn ông ấy bình thường là từ 20 đến 30 tuổi, đó là sinh lý do cái hàm lượng testosterone quyết định. Đấy là cái thời gian đỉnh cao nhất, tiết nhiều nhất của testosterone, đấy là độ tuổi. Và chúng ta có thể kéo dài thêm cái độ tuổi này vài năm, 3 đến 5 năm, thậm chí là nhiều hơn nữa, nếu mà chúng ta thực hiện tốt những cái biện pháp, những giải pháp nêu trên thì hoàn toàn có thể là kéo dài được cái phong độ của đàn ông. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu. Thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu, quý vị đã có cho mình những kiến thức và thông tin bổ ích để chăm sóc sức khỏe của chính bản thân mình cũng như là những người thân trong gia đình được tốt hơn. Quý vị đừng quên, để được tư vấn kỹ hơn, quý vị có thể gọi về số hotline 0854 400 102, hoặc quý vị cũng có thể gửi thư đến với địa chỉ hòm thư điện tử tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Còn bây giờ thì chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.